cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Ni. Video hôm nay Ni sẽ swatch và review em son của nhà Ophelia có tên là Ophelia Touch of Rose. Theo Ni được biết thì em này ra đời cũng lâu rồi, nhưng vẫn là một cái tên được mọi người tìm kiếm mỗi khi muốn mua son của nhà Ophelia. Và bây giờ thì mình cùng nhau phân tích xem tại sao em nó vẫn hot đến vậy nha. Thân son có thiết kế thun dài, chất liệu nhựa nhưng cầm rất chắc tay. Nắp son và họa tiết cũng như tên hãng được in mạ vàng hồng cực sang. Đây cũng là ưu điểm mình yêu thích nhất trong thiết kế lần này. Ngoài ra mỗi cây son còn có vỏ hộp giấy hiển thị màu son bên trong, nhưng do Ni sơ ý làm ướt hết rồi cho nên là không quay cho mọi người xem được. Cọ son tuy có hơi cứng một xíu nhưng dễ len vào rãnh môi hoặc tạo viền mà không bị lem. Nói chung Ni cho bộ sưu tập lần này 9.5 trên 10 điểm về thiết kế, trừ 0.5 do cọ son hơi cứng thôi. Màu đầu tiên là màu Sexy Rexy. Đây là một màu đỏ nâu trầm cực xinh mà chắc chắn các nàng không thể bỏ qua. Trước đây thì em này đã từng xuất hiện với phiên bản mini size thì bây giờ đã có full size rồi đây. Sexy Rexy thực sự rất dễ dùng, đánh lòng môi hay full môi đều xinh. Cho dù đánh trên mặt mọc thì cũng không thành vấn đề luôn. Da trắng hay da ngăm vẫn đều ok, Ni gọi đây là màu son không có khuyết điểm. Thực ra cách đây 2 năm Ni đã có dịp dùng thử dòng son này phiên bản đầu tiên rồi, nhưng lại không ưng lắm vì chất son quá khô môi. Nhưng với phiên bản mới này, thực sự hãng đã cải tiến rất nhiều về chất lượng của son, cho nên là cộng 1 điểm cho Ophelia về lần trở lại này nha. Amelia cũng đã được ra mắt bản full size cùng với em Sexy Rexy. Đây là một tone đỏ gạch trendy, thích hợp dùng cho mọi dịp. Và đây lại là một màu son mà nước da nào cũng có thể dùng được. Amelia khi tô lòng môi thì nhẹ nhàng đáng yêu, nhưng khi tô full môi thì lại rất thanh lịch và đẹp kiểu tổng tài. Đi tiệc buổi tối mà thoa em này thì phải gọi là xuất sắc luôn nha. Shaper là một màu son khá đặc biệt trong bộ sập lần này. Đây là một màu nút lạnh có sắc hồng và có ánh nhũ vàng. Khi mình càng bặm môi thì các hạt nhũ sẽ càng hiện rõ. Vì là màu nút nên sẽ thích hợp tô full môi và cần đi kèm make up để không bị tái da nha. Chất son lỏng và dễ tán, bám trên môi rất tốt từ 6 đến 7 tiếng. Khi để son cả ngày thì tới cuối ngày môi sẽ hơi khô một xíu, nhưng chỉ cần tẩy trang và dưỡng lại là ok hết. Mamma Mia là một tone đỏ rượu cực kỳ quyến rũ. Màu son này sẽ phù hợp với một khuôn mặt được make up chỉnh chu hơn là mặt mộc nha. So với phiên bản cũ thì phiên bản mới này đã không còn mùi hoa hồng nữa, cho nên sẽ là một điểm cộng đối với các nàng không thích mùi của son nha. Có một lưu ý khi tô son là các nàng hãy đợi son set hẳn rồi hãy bặm môi, sẽ tránh được tình trạng son không đều màu, nhất là những màu đậm như Mamma Mia. Hot Chocolate hẳn là một cái tên rất quen thuộc đối với những bạn yêu thích dòng son Touch of Rose. Lúc son được ra mắt, lần đầu tiên với phiên bản cũ đã nhanh chóng được bán hết trong ngày mở bán đầu tiên. Hot Chocolate là một màu cam nâu đất, ngọt ngào như một ly sô-cô-la nóng vậy. Màu này thì không hề kén da nhưng hơi kén men răng một chút. Khi tô son cũng hạn chế dùng nhiều lớp để tránh màu son lên quá sậm và trông môi như bị thâm nha. Màu cuối cùng là Magic Fire. Đúng với tên gọi thì đây là một màu cam cháy siêu đẹp và hợp với mùa hè. Em này cũng hot không kém như Hot Chocolate đâu, nhưng lại có phần dễ dùng hơn. Nếu nàng nào men răng hơi vàng thì cần xem xét kỹ trước khi sử dụng màu này nha. Chất son cover môi khá tốt, lên màu chuẩn ngay từ lần quẹt đầu tiên. Chỉ cần lưu ý tẩy tế bào chết trước khi sử dụng là ok. Vì son có lớp tinh nhẹ cho nên khi lau đi vẫn để lại màu trên môi chứ không trôi hết đâu nha. Nhìn chung với mức giá 330.000 cho một em son thì có hơi cao một xíu, nhưng vẫn đáng để các nàng đầu tư vì thiết kế cũng như chất son đã được cải tiến rất nhiều. Điều Ni thích ở Ophelia là cái màu son cùng bộ sưu tập sẽ không bị trùng nhau mà mỗi màu mỗi vẻ rất dễ lựa chọn. Tới đây thì video cũng đã hết rồi. Mong mọi người sẽ yêu thích video này và đừng quên subscribe channel của Ni nha. Bye bye và hẹn gặp lại.